có khi đánh nhau, có khi chửi nhau, xong tức nhau cái này, giận nhau 2-3 ngày, một cái phường chèo được diễn ra, hai thằng diễn rất nhiều khán giả như là cha mẹ, con cái, hàng xóm chứng kiến hai đứa này thỉnh thoảng lại cãi nhau. Bạn không biết có mắc phải là mình rất hừng hực bước vào hôn nhân không, bước vào mối quan hệ không, nhưng mình không biết là điều gì sẽ diễn ra và cần gì ở mình trong cái mối quan hệ lớn như vậy. Hôn nhân là một cái game vô cùng lớn, một cái game mà rất nhiều người chơi nhưng rất nhiều người over, vì thiếu kiến thức quá nhiều cho nên động vào đâu thiếu ở đó, động vào đâu là tổn thương ở đó. Hai người không có khả năng giao tiếp với nhau, lúc bắt đầu có tình cảm với nhau không nói cũng hiểu đối phương muốn gì, nhưng bởi vì không nói, vì không mong cầu, không chờ đợi, không ép buộc, nhưng đối phương rất tự nguyện và cảm thấy hài lòng khi đối phương làm bất kỳ một điều gì cho mình. Chỉ cần gặp thôi đã thấy vui, chỉ cần được đi cạnh nhau ăn một cốc chè cũng thấy thỏa mãn. Nhưng khi bước về hôn nhân cần nhiều hơn thế, đòi hỏi nhiều hơn thế, mong cầu nhiều hơn thế. Và điều gì xảy ra khi mong cầu quá nhiều, kỳ vọng quá nhiều, mong muốn quá nhiều nhưng lại không có kỹ năng giao tiếp? Kỹ năng phòng the càng không có. Kỹ năng giao tiếp chỉ cần mở miệng ra thôi là đã thấy thiếu rồi. Cãi nhau nhiều lắm các bạn, xung khắc nhiều lắm, và nó gây rất nhiều ức chế cho mình và đối phương. Hận trong lòng, giữ trong lòng, xong mặt nặng mày nhẹ, khó chịu, chấp nhau từng câu nói các bạn, chấp nhau từng hành động, và dẫn đến việc hôn nhân rất là căng thẳng, rất là khó chịu. 3 ngày béo 7 ngày gầy, 1 ngày sóng gió từ sáng đến đêm. Sáng mở mắt ra có khi vui vẻ, đến trưa là đã banh nhau rồi. Xong đến chiều hờn giận là hết. Thế sau đến tối có khi đụng chân đụng tay là bỏ qua. Nhưng theo tốc độ nó sẽ lớn dần các bạn. Hôn nhân giống như một câu chuyện về một con ếch bị luộc trong vạc dầu mà không biết nhảy ra. Theo phản xạ mà nó được đặt trong một cái vạc dầu sôi, phản xạ nó sẽ làm gì ạ? Nó sẽ nhảy, và nó nhảy rất nhanh. Nhưng có một cái loại con ếch mà nó được luộc trong vạc dầu mà nó không có ra, là bởi vì người ta để nó ở trong một cái nồi nước lạnh. Sau đó người ta bật lửa lên, xong nó ấm dần, xong nó tăng dần, và nó quen với cái sự nóng đó, và nó không thấy rằng nó đã quen, đâu cần phải nhảy ra đâu. Và hôn nhân cũng bị luộc như vậy. Mới đầu là cãi nhau, hờn dỗi, khắc khẩu, rồi thì tức nhau cái này, xong lại làm lành, giận nhau 2-3 ngày xong lại thôi, có khi 1 tuần, có khi đánh nhau, có khi chửi nhau, xong lại hết. Lại đâu vào đấy, một cái phường chèo được diễn ra, hai thằng diễn rất nhiều khán giả như là cha mẹ, con cái, hàng xóm làm khán giả để chứng kiến hai đứa này thỉnh thoảng lại cãi nhau, xong rồi khó chịu, và điều đó làm cho cuộc hôn nhân không hiệu quả. Cho đến một ngày hậu quả cái cuộc hôn nhân này, rất nhiều phụ nữ bị trầm cảm mà chồng không chấp nhận là vợ bị trầm cảm. Bởi vì anh có quan niệm là bình thường mà, có cái gì đâu mà phải đến mức độ như thế. Và rất nhiều phụ nữ là như vậy. Rồi kinh tế sa sút, bởi vì làm gì có cảm xúc mà làm việc. Tất cả mọi thứ đều sa sút hết, bởi vì khắc khẩu quá nhiều, cãi nhau quá nhiều, không đạt được cái cảm xúc mà đối phương trao tặng cho mình. Rồi thiếu sự ngưỡng mộ và tôn trọng ở nhau. Rồi sau đó ra ngoài kia cũng nhận được những lời khen từ những người đàn ông khác, anh ấy cũng nhận được sự ngưỡng mộ từ những người đàn bà xa lạ. Và về nhà hai người roi với nhau như hai người dưng. Có những lần đi trên cầu thang để lên ấy, dỗi nhau phải lé như không thấy. Các bạn có cảm xúc trải nghiệm này bao giờ chưa? Nghĩa là hai người nhá, trong lòng rất vui ạ khi đối phương về, nhưng không thể hiện ra đâu, mà nhìn vu vơ như thể anh là kẻ xa lạ không nằm trong tầm ngắm của tôi. Nhưng thật chất tôi đang xem anh đi đâu làm gì, tôi đều nhìn thấy hết, đúng không ạ? Nhìn thấy, quan sát ấy, nhưng sẽ phải thể hiện ra rằng không có anh tôi sống vẫn tốt.
và tôi đang out anh ra khỏi cuộc đời tôi rồi. Và đây là lệnh trừng phạt của tôi dành cho anh. Và khi đối phương thấy mình đang tấn công họ, và họ đâu có buông tha mình đâu, và họ cũng tấn công lại. Hai người lé nhau cầu thang đi để làm sao cái bờ vai này không chạm vào bờ vai đối phương, bằng cách xoay người rất nhẹ, mắt vẫn hướng về phía trước. Có cảm xúc này chưa? Và cuộc sống rất là bi đát. Nó đã dẫn đến trầm cảm, dẫn đến ly thân, dẫn đến ly hôn, đánh nhau, tranh giành, cãi nhau. Rồi khi mà cuộc sống nó phá sản như vậy, đặt ra câu hỏi, tại sao cuộc đời mình lại như vậy? Người đàn ông anh chiều chuộng thế cơ mà, anh có thể đi xuyên qua cả màn đêm gió lạnh của trời miền Bắc để anh ấy đến. Chỉ cần là anh ơi, anh à, là anh đến ngay. Anh ơi, em rét lắm, em lạnh lắm, anh đến, anh có thể ôm em được không? Vừa về đến nhà xong, nói thế đấy, 15 phút đã có mặt rồi. Xong ôm một cái, ấm chưa? Ấm rồi, anh phải thôi anh về đây. Rồi nói không nói mà anh cũng hiểu. Rồi thì chỉ cần thích món cái này thôi là anh đã thích, anh đã biết là phải mua rồi. Tại sao người đàn ông mà thương mình như thế? Bây giờ đâu rồi? Điều gì đã xảy ra? Bao nhiêu năm thanh xuân để trả giá và đẫm trong nước mắt. Nay về khóc, mai về mệt mỏi. Chúng ta không hề muốn điều đó. Nhưng vì chúng ta thiếu cái kiến thức, sự am hiểu trong hôn nhân, cho nên mới trở lên như vậy. Chứ còn các bạn phải yêu các bạn mới kết hôn, đồng ý không ạ? Hiếm có trường hợp nào bị ép buộc cả. Mà chúng ta đã bước vào thì chúng ta phải chịu trách nhiệm về nó. Chúng ta bước vào chúng ta phải làm tốt đẹp hơn. Là phụ nữ chúng ta phải khẳng định được một cái giá trị là gì. Khi em đã chọn anh, em sẽ là người mang lại hạnh phúc cho anh. Chứ không phải là anh lấy được em là tốt lắm rồi. Phúc 70 đời nhà anh mới lấy được tôi đấy. Là anh liệu mà sống với tôi, đúng không? Suy nghĩ trước đây của chúng ta là như vậy. Mà phúc cho anh mới lấy được tôi, bên kia là có mà 70 đời nhà cô mới lấy được ta. Nhưng mà khi mà các bạn hiểu được thì các bạn sẽ hiểu rằng chỉ cần chúng ta, không cần biết chúng ta lựa chọn ai, nhưng em đã ra quyết định là kết hôn với anh và lấy anh làm chồng rồi, thì em sẽ làm cho anh hạnh phúc. Bao trong số các bạn với cái lòng quyết tâm này ra tất cả, đó chính là giá trị của bạn. Giá trị của bạn là khẳng định được khi anh lựa chọn em. Không cần biết, nhưng em đã lựa chọn anh rồi. Anh có lựa chọn em hay không quan trọng, chỉ cần biết là em đã lựa chọn anh và đã kết hôn được, thì có nghĩa là em lựa chọn cho còn gì nữa, thì mình sẽ đem lại hạnh phúc cho họ. Và khi bạn có cái giá trị này, bạn có tư tưởng này, thì lập tức nó sẽ reset lại trong suy nghĩ của bạn, sẽ ra hành động và lời nói của bạn ngay lập tức. Và điều đó sẽ vô cùng tuyệt vời.